truyền thuyết xưa rộng hạ chấn xâm lăng, gặp tiên cảnh rực mãi chơi mê mãi. Rồng hóa đá giữa ngàn khơi để lại một kỳ quan thiên nhiên đẹp vô cùng. Khởi nguồn từ một vùng đất trù phú hưng thịnh từ ngàn xưa, tại mảnh đất rồng thiên nhã ngọc với thế đất ngọa long vượng thổ, hình thành một đô thị thịnh vượng giữa lòng kỳ quan truyền tích mang tên Green Dragon City. Bàn tay kỳ diệu của tạo hóa đã vẽ nên tuyệt tác bái tử long trong xanh như ngọc, với những hòn đảo nhấp nhô uốn lượn tựa những con rồng hướng vào vùng đất mỏ. Thành phố Cẩm Phả xinh đẹp khẽ nép mình vào núi, được ôm trọn bởi kỳ quan bái tử long kỳ vĩ. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều tài nguyên quý, nơi không chỉ lấp lánh ánh vàng đen mà còn hấp dẫn du khách bởi nhiều địa điểm du lịch, di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng như đền Cửa Ông, khu du lịch Vũng Đục, bến Dò và hàng trăm đảo lớn nhỏ, bãi tắm hoang sơ trong lòng vịnh. Người Cẩm Phả xưa và nay vẫn giữ trong mình tâm hồn và khí phách hiên ngang của người thợ mỏ, cùng xây dựng Cẩm Phả ngày một lớn mạnh. Với định hướng chiến lược dịch chuyển cơ cấu kinh tế từ nâu sang xanh, thành phố Cẩm Phả đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại, trở thành đòn bẩy phát triển cho ngành du lịch dịch vụ trong tương lai. Đây cũng là tiền đề quan trọng để phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, các khu đô thị biển nơi đây. Sở hữu vị trí kim cương đắt giá, nơi tâm ngọc của thành phố, kết nối giao thông thuận lợi khi tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch và bốn động lực kinh tế lớn của tỉnh Quảng Ninh: đường bao biển Hạ Long Vân Đồn, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long Vân Đồn, đường cao tốc Nội Bài Hạ Long Móng Cái. Liên kết vùng hoàn hảo với hệ thống cơ sở hạ tầng vệ tinh bao quanh, gồm trường học, bệnh viện Cẩm Phả, chợ Cẩm Thủy, cảng Vũng Đục, bãi tắm Quảng Hồng, trung tâm thương mại và các đô thị khách sạn lớn. Green Dragon City tọa lạc trên thế đất tựa sơn tiếp hải. Tầm nhìn panorama ra vịnh Bái Tử Long, nơi địa linh sinh vượng khí, hội tụ đầy đủ tinh hoa để kiến tạo một đô thị xanh đẳng cấp và đáng sống bậc nhất tại Cẩm Phả. Dự án có quy mô 99,2 ha, nằm trong lõi đô thị của thành phố Cẩm Phả, được chia thành 3 phân khu chính: Green Harbor City, Green Central Park và Green Bayview Resort. Green Harbor City có quy mô 39,3 ha, là tổ hợp gồm 141 biệt thự ven biển, 610 nhà phố thương mại Shophouse và 122 nhà liền kề, được thiết kế bởi Kumeseke, đơn vị thiết kế quy hoạch kiến trúc hàng đầu Nhật Bản. Nằm trải dài gần 2 km ven vịnh Bái Tử Long, Green Harbor City được xem là tân cảng phồn vinh, khởi sinh một cuộc sống thịnh vượng, an yên cho cư dân. Hệ thống Shophouse được bố trí nằm trải dọc trên các trục đường lớn từ 12 đến 36 mét, kết hợp với tuyến phố đi bộ rồng xanh, tạo nên sự cộng hưởng sinh lời giữa đầu tư và kinh doanh. Với diện tích từ 114 mét vuông đến 351,4 mét vuông, mỗi căn Shophouse không chỉ là nơi kinh doanh tối ưu mà còn mang đến không gian sống thượng lưu với đầy đủ tiện nghi cho gia chủ. Tại đây hứa hẹn sẽ trở thành khu phố mua sắm, vui chơi và giải trí liên hoàn, điểm đến mới của cư dân và du khách trong tương lai. Với kiến trúc tân cổ điển sang trọng, cùng cách bài trí đầy tinh tế, dãy nhà liền kề là cơ hội để chủ nhân sở hữu một không gian sống mơ ước hay một nơi sinh lời lý tưởng từ hoạt động kinh doanh ngay trong cùng một ngôi nhà. Thưởng ngoạn kỳ quan ngay trước hiên nhà là đặc quyền riêng dành cho chủ nhân các căn biệt thự biển Green Dragon City. Với vị trí độc tôn, nằm trải dài bên bờ vịnh Bái Tử Long, tầm nhìn panorama bao trọn kỳ quan, biệt thự Green Dragon City như những viên kim cương bừng sáng bên vịnh ngọc. Sở hữu mỗi căn biệt thự Green Dragon City là sở hữu một cuộc sống hơn cả nghỉ dưỡng bên vịnh kỳ quan ngay trước hiên nhà. Green Dragon City thiết lập tiêu chuẩn sống sang cho cộng đồng cư dân tinh hoa thành phố Cẩm Phả, với đặc quyền thụ hưởng những tiện ích cao cấp trong một quần thể đô thị khép kín và hiện đại. Bãi tắm nhân tạo trải dài hơn 1 km, nơi tụ tập, tán gẫu, thưởng thức ly bia mát lành ngay trên mặt biển cùng bạn bè và người thân.
tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại mua sắm hiện đại, quy mô lớn nhất thành phố Cẩm Phả. Công viên nghệ thuật điêu khắc than đá, nơi tôn vinh nét đẹp con người và những tuyệt tác kim cương đen của vùng đất mỏ. Trải nghiệm nghỉ dưỡng 5 sao, tắm khoáng nóng thiên nhiên ngay tại nhà. Khu vui chơi trẻ em được thiết kế theo các chủ đề, nhiều trò chơi thú vị mang lại sự kỳ thú cho trẻ nhỏ. Cùng nhau rèn luyện sức khỏe tại khu vực thể thao ngoài trời Gym Out. Lạc bước vào khung trời hoa ban, hoa anh đào tại phố đi bộ Rồng Xanh. Đây sẽ trở thành điểm check-in làm nức lòng giới trẻ, cư dân và khách du lịch. Thông thả dạo bộ bên kênh Canal Town Lighting Art, hưởng trọn vị an yên giữa phố phường sôi động. Bến du thuyền nơi ghi dấu những bước chân thượng lưu. Thỏa sức tạo dáng sáng tạo trên con đường nghệ thuật graffiti bao biển. Quảng trường biển về đêm, lung linh sắc màu của nhạc nước, ánh sáng cùng nhiều hoạt động vui chơi và lễ hội đường phố sôi động. Green Dragon City, tận hưởng món quà vô giá từ thiên nhiên, nơi hội tụ vượng khí của đất trời, mở ra không gian sống hoàn hảo, dẫn lối giao thương và thắp lửa thịnh vượng. Green Dragon City, địa linh sinh vượng khí.